Mà xin chào các bác đang theo dõi kênh của bên Nguyên Vũ Audio nhá. Hôm nay thì nhà em có lên cho các bác đây là 6 bộ dàn. Vâng, toàn là hàng gọi là tuyệt vời hết nhá. Đấy. Đấy, toàn là hàng tuyệt vời. Đấy, giá thì em sẽ để sẵn ở trên sản phẩm. Đấy, và có một cặp loa kìa, các bác nhìn có cặp ở giữa giữa không? Đấy. Có bác thấy không ạ? Đây, có cặp ở giữa giữa kìa. Đấy. Rất là chất nhá. Bát đẹp long lanh luôn, trắng gọi là lột là như ngọc trinh nhá. Tí em sẽ test thử, và mời các bác nghe thử cái chất âm đấy. Đấy, cặp đấy thì em chỉ test thử chất âm thôi nhá. Còn bác là chốt thì alo cho em nhá. Cặp đấy này em có cái đang có chương trình đấy, đang có chương trình khuyến mại hấp dẫn. Đấy. Duy nhất có cặp đấy đấy nhá. Đấy, hôm nay gọi là làm cái video duy nhất cặp đấy là các bác sẽ được cái chương trình khuyến mại hấp dẫn. Đấy. Em đi ở chi tiết từng bộ nhá. Ở đây thì em lên cho các bác là gồm có đây là 4 bộ của Onkyo, một bộ của Đài Loan và có những cả cái dòng cao cấp và dòng mức độ trung bình. Đấy thì anh em các bác nào mà đang có nhu cầu về những cái dòng sản phẩm này thì alo trực tiếp cho Nguyên Vũ Audio qua số 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682. Sau đây em sẽ đi vào chi tiết từng sản phẩm. Ở đây thì chức năng thì em sẽ báo luôn nhá, có chức năng như nào thì em cũng báo luôn, được chưa? Đấy, để các bác biết được luôn. Và các bác nhớ xem video cho em nhá. Đấy, xem rồi đang hỏi cho gọi điện cho bên em chốt hàng nhá. Không nhiều bác là không xem xong là cứ chốt xong cái lúc chốt xong hỏi em ơi CD có chạy không rồi em ơi MD rồi em ơi có quang không. Các bác xem video em sẽ tả rất là kỹ và rất là chi tiết cho các bác luôn nhá. Vâng. Dạ vâng. Đây ạ. Đấy thì về con này nhá, kích thước này. Bát được trang bị là bát 13 màng carbon gân xếp tép dòng chép đom ạ. Kích thước của nó này. Rộng là sâu là cao là 29 này, cao 29 này. Rộng là 17 này. Sâu là 23 này. Đấy là về kích thước các bác nhá. Vâng. Cục thì là tất cả các cục đây nhá. Kích thước đều chung chung như nhau, đó là size 20, sâu 32.5 và cao là đạt khoảng gần 15. Đấy. Thì tất cả các con cục dàn đây thì nó cũng tương tự nhau. Và về kích thước thì em sẽ đo lấy bộ này làm chuẩn nhá. Đấy thì các con còn lại thì có thể nó chênh nhau 1 phân 2 phân nhưng mà kích thước chung thì nó cũng chỉ dao động từ khoảng 29 đến 28, 27 nhá. Đấy ba mức 28 27, đấy nó chênh nhau khoảng 1 phân thôi. Còn chiều rộng này thì nó gần giống nhau hết là đều là 16 17 hết nhá. Đấy. Thì em đo một kích thước chung thì các bác sẽ hình dung là toàn bộ tất cả các sản phẩm đây, được chưa? Đấy, bởi vì đây là toàn thuộc dòng mini nhá. Đấy, có bộ ở đây thì nó là dòng mini cỡ đại. Đấy, dòng mini cỡ đại và cái cặp kia là mini cỡ đại nhá, cặp loa rời. Đấy. Em lên cho các bác đây là bộ UL9, vâng, bộ UL9 nhá, UL9. Đấy. Với các chức năng như là các bác có thể kết nối Smart TV và chức năng nữa là điện thoại. Đấy, còn cái CD này thì tí em sẽ test cho các bác. Đấy. Nếu mà chạy thì về các bác dùng. Đấy, còn nếu không chạy thì về các bác nào cần thì thay mắt được chưa? Đấy thì ở đây em chưa cắm điện, em chưa test được thì tí em cắm điện em sẽ test luôn cả CD cho các bác nhá. Đấy. Còn ở đây em bán chức năng chính là đường quang và đường điện thoại. Đấy, còn CD mà đây test chạy hay không chạy thì tí em sẽ test sau nhá. Đấy và kẻ có chạy thì em không mảnh vào tỏi gì tất cả các dòng đây nhá. Tất cả các CD ở đây nhá, CD mà để ở đây thì con nào em vẫn test cho các bác thôi. Đấy, chạy hay không chạy thì em cũng báo luôn. Còn em sẽ không bày bảo tỏ gì tất cả các con CD mà để ở đây nhá. Bởi vì là có biết rồi đúng không ạ? Về hàng bãi này thì nhiều khi mà có mà dùng cái đĩa cũ đĩa mốc ấy. Đấy. Đến lúc mà về ở đây em test thì ok nhưng về các bác mà test nó không chạy ấy, thì lúc ấy thì nó rất là khó nói chuyện với nhau. Thế nên em nói luôn là kể cả chạy CD thì em vẫn không bày bảo tỏ gì CD, được chưa? Đấy, còn bộ là chạy được thì em bảo chạy, còn bộ là không chạy được thì em bảo không chạy. Ok chưa? Vâng, thế là cho nó thoải mái nhá. Đấy. Sau đây em sẽ cắm dây vào đi test nhạc luôn nhá. Dạ vâng, em đã kết nối dây các thứ xong này. Đây, em sẽ quay hướng phía sau hướng dẫn cho các bác nhé. Đấy, phía sau đây các bác này. Đây là các đường điện thoại này. Đấy. Con UL9 này thì nó hơi đặc biệt là sau này vị các bác mà muốn nâng cấp dàn 5.1 thì có thể kết nối vào đây. Đấy, có thể đánh những con súp VK39 hoặc con VK37 nhá. Đấy, nâng cấp lên thành dàn 5.1, ok chưa? Đây, thông qua 4 cổng súp nhá. Rồi. Đấy, còn đây thì em kết nối điện thoại này. Đấy, ngoài ra thì các bác có thể kết nối thêm cổng quang. Đây. Ở dưới này nó có cổng quang in này, đấy, thì mình cắm cổng quang vào đây cho em nhá. Thì cái quang thì em khất các bác là bác nào chốt thì em test sau nhá. Đấy thông cảm cho em bởi vì là 6 bộ dàn này thì lượng video nó hơi dài. Thế nên là nó cũng khoảng gần tiếng rồi thì nó dài quá thì em sẽ test sau nhá. Còn đây em test chương điện thoại trước, được chưa? Công suất của loa là 70 này, trở kháng là 4 ohm này. Đấy, ok, công suất máy là 66. CD con này thì em có test ở đây thì cơ ra vào vẫn ok, nhưng mà có vẻ là mắt nó hơi kém rồi. Đấy, có vẻ mắt hơi kém rồi. Đấy thì con này thì không CD các bác nhá, bán để các bác nghe nhạc điện thoại và máy tính và Smart TV, ok chưa? Giá con này nếu mà cả CD đầy đủ các thứ của nó thì nó mà không bị hơi sức làm tí nhá,
thì giá của nó khoảng 4 triệu 2, 4 triệu rưỡi. Đấy, tuy nhiên thì thôi, con này thì về hình thức thì đây nó hơi một tí chỗ này. Đấy. Đấy, hình thức thì các bác nhìn qua luôn. Ok chưa? Đấy. Căng. Thế thôi, con này em xả cho các bác còn 3 triệu 8 nhá. Xả cho các bác còn 3 triệu 8. Dòng đời cao đấy, U19 là dòng cực cao luôn, đời cao nhất luôn. Đấy, chất bát thì các bác nghe thử luôn này. Đấy, cứ về thực tế luôn. Nào ngờ con cá quấy đuôi để anh thương nhớ một mình ngẩn ngơ. Cá tình cá nghĩa chẳng ai, mong em hãy nhớ đường về ao xưa. Cá tình cá nghĩa chẳng ai, xin em hãy nhớ công ca tình, thương người thả cá mà tìm về ao xưa. Dạ vâng, thì đấy là đường điện thoại nhá. Tiếp tục em sang bộ thứ hai nhá. Đấy. Bộ này giá là 3 triệu 8 quá nhá. Vâng. Tiếp theo thì em giới thiệu đến các bác là bộ Onkyo, bộ đèn lông có mã đây là ME5DV, bộ đèn lông ME55DV nhá. Đấy. Em sẽ bỏ căng này để cho các bác nhìn luôn ạ. Đấy, kích thước thì nó cũng tương đương giống với dòng Kido nhá. Đấy, nó chênh nhau 1 2 phân thôi. Đấy thì em đo một cái thì để các bác sáng chừng. Đấy. Về loa đây ạ. Đấy. Loa máy 55. Đấy, dàn đồng bộ nhá. Đấy, máy 55. Đấy, con này thì được trang bị là bát 14 đo theo tiêu chuẩn của hãng, màng carbon, gân cao su. Đấy. Hình thức thì các bác nhìn qua luôn ạ. Đấy. Ok đấy ạ. Đấy. ME55DV. Đấy. Đây là dàn máy 55DV này. Đấy. Đấy. Phía sau đây các bác nhá. Đấy, dòng này thì các bác cũng có thể kết nối được thêm súp này. Đấy. Ok chưa? Quang thì con này là có hai cổng in và out. In này, out này. Đấy. AC là 100V này, công suất là 70W này. Đấy, ME55DV này. Đấy. Ok chưa? Đấy. Công suất của con loa là 50W trở khá là 6 ohm. Đấy, thì sau đây em sẽ cắm điện và lên nhạc để các bác nghe thử nhá. Vâng. Dạ vâng, dây thì em kết nối xong rồi. Thì ở đây thì em test điện thoại nhá. Đấy, còn cái đường quang thì em xin phép các bác làm sẽ test sau nhá. Đấy. Ở đây thì nếu mà kết nối quang là có một bộ này, hai bộ này, ba bộ này. Bộ ở ngay đây nhá, ngay đầu tiên đen đen này 4 này. Và cái bộ trung góc kia là 5 này, còn cái bộ mà kia nhá. Máy bình 1 thì bộ đây là không có quang, là các bác kết nối với điện thoại thôi. Đấy, để cho những bác nào thích cái dòng máy mà nó không có cái cửa MD kìa. Đấy, con thì không cửa MD. Đấy, còn đây là cái cửa MD. Đấy. Thì bộ đấy em sẽ cuối cùng em sẽ test cho các bác sau nhá. Đấy, con này thì CD thì cơ ra vẫn ok. Đấy, nhưng mắt có vẻ nó hơi kém rồi. Đấy, thì bộ này thì em đang có chương trình hỗ trợ giá cho các bác khách hàng mới. Bộ này của nó giá thường thường của nó nhá sẽ là khoảng là 3 triệu 3 đến 3 triệu 2 tùy từng bộ. Đấy, tuy nhiên thì em đang có chương trình hỗ trợ giá trong duy nhất một ngày hôm nay nhá, hỗ trợ giá duy nhất một ngày hôm nay 2 triệu 590 nghìn. Vâng, 2 triệu 590 nghìn là hỗ trợ giá hết mức cho các bác luôn
nhá. Đấy, và duy nhất có một cái bộ này trong cái lô này là em hỗ trợ giá cho cái bộ này thôi. Đấy, được chưa? Hàng tuyệt vời luôn, hàng tuyệt vời luôn. Đấy, hàng tuyệt vời mà chất âm thì thôi khỏi phải chê rồi, đây em lên nhạc luôn. Mời các bác nghe thử. Mà lại có cả chỉnh bát tép nhá. Đây. Đấy. Thích nhiều bát thì có đưa về chế độ đây. On này. Đấy. SDB on này. Bát lên khoảng em nghĩ 4 hoặc 2 oánh là vừa tầm khi nghe bolero. Rồi, lên nhạc ạ. Các bác cắm cổng nào thì chuyển cổng đấy nhá. Nếu chiều nay lỡ hẹn không nguyện thì xuân năm nay xuân sẽ buồn, sẽ buồn hơn mấy tuổi mai già, và mùa xuân quên mặc áo mưa. Vâng, đấy thì giá của bộ này nhá là đang hỗ trợ giá gọi là xả đúng bằng giá bên nhập, em không nói dối các bạn làm gì đây, 2.590.000. Đấy, cái giá này là tại vì là có anh khách anh ấy lần trước là anh lấy hụt cái lô lần trước nhà em ấy, thì em có chương trình khuyến mại là cái lô hàng mà khuyến mại sốc ấy. Đấy thì là anh ấy chốt muộn qua mà anh là khách quen, thì anh bảo hôm nay mày em rất khoát phải lên một bộ cho anh hỗ trợ anh như lần trước, cái lô đấy anh về muộn qua anh không chốt kịp. Đấy thì thôi, em xin phép là để cái bộ này là hỗ trợ nguyên bộ này thôi nhá. Đấy, giá bộ này là 2.590.000. Đấy, và cũng chỉ có duy nhất một bộ này nhá. Đấy, là bộ cuối cùng. Ok ạ. Vâng, em sang bộ tiếp theo nhá. Dạ vâng, tiếp theo thì em mời các bác đến cái bộ dàn ở đây thì em đang phối giữa con 7GXDV kết hợp với cặp V7. Đấy, toàn là hàng chất cả nhá. Đấy, dòng này thì các bác sau này bị mà có muốn nâng cấp lên thành dàn 5.1 thì mua cho em con SUP 5.1 nhá. Đấy, mua con SUP 5.1 ví dụ như con VK39 hoặc VK7 mình kết nối vào đây. Đấy, đấu vào con SUP bên cạnh này và mua thêm hai con vệ tinh và một con center kết nối vào là các bác đã có ngay một bộ dàn xem phim nghe nhạc rồi. Với những cái bộ nhảy nhá lại rất hay này. Các bác nghe nhạc rất là tuyệt vời. Đấy. Mà xem phim lại càng tuyệt vời nữa nhá. Đấy, nhưng mà ví dụ một cái bộ dàn mà chuyên xem phim. Đấy, thì mình cũng có thể nghe nhạc được, nhưng mà cái bộ kia thì nó thiên về xem phim hơn. Thiên về xem phim hơn, còn những bộ này thì nó lại thiên về nghe nhạc. Đấy, nhưng khi mình mà kết hợp xem phim thì vẫn vô tư. Đấy. Ok ạ. Đấy. Đấy. Thì ở đây em đang test cái đĩa này. Đấy. Thì ở đây em test thôi nha, chứ còn test CD thôi, chứ còn em không bao chạy và cũng không bằng vào tỏi đâu nhá. Đấy. À, không bằng vào tỏi đâu nhá. Đấy, còn đây em test vẫn chạy này. Đây này. Lách bài này. Đấy. Lách bài phát là mắt đọc ngay. Đấy. Tuy nhiên thì về các bác có dùng thì dùng đĩa xịn nhá. Dùng thì dùng đĩa xịn. Đấy, còn không dùng thôi dùng rồi dùng đĩa xịn. Đấy, còn sau đây em sẽ test một bản nhạc qua điện thoại để các bác nghe thử nhá. Đấy, còn cái lý do tại sao mà bên em không dám bày vào tỏi CD là các bác biết rồi đúng không ạ? Vì về nhiều bác là dùng đĩa cũ đĩa mốc ấy nên là nó bên em lúc mà các bác test không được nó khó nói chuyện, còn bên em thì test đây vẫn chạy bình thường. Đấy, còn các anh về dùng thì dùng đĩa xịn cho mà sử dụng nhé. Đấy, và khi cắm xong thì mình chuyển chế độ là con này thì có cả kết nối quang nhá. Đấy, vừa quang vừa điện thoại vừa máy tính lại nghe được cả CD. Dùng treo đồ đạc vật dụng trong nhà, treo dụng cụ nấu ăn. Nghe điện thoại thì nó sẽ nhỏ hơn đường qua đường CD và máy tính một chút. Căng đây các bạn này. Đấy. Phía sau thì em kết nối dây rồi này. Đấy. Quang của con này thì được hai cổng nhá, có hai cổng quang. Đấy. Làm cho mưa bay răng răng.
Chết dở các bác ơi. Nó hay quá mà cứ mãi ngồi nghe quên mất nè. Đấy, tí nữa thành video dài quá. Thực sự các bác là nghe cái tiếng bass này rất là trong nhá. Bởi vì con V7 này, bản thân V7 này nó có phân tần. Đấy, lại chưa kể con 7GX này nó lại có bộ xử lý và nó là tín hiệu cực kỳ gọi là uy tín và chất lượng luôn nhá. Nó đưa ra chất nhạc cực kỳ hay luôn. Đấy, lại kết hợp với cả một cặp loa mà lại ưng ý lại có phân tần nữa thì đúng là V7 với cả 7GX DB là một gọi là cặp trời sinh nhá. Một cặp trời sinh. Đấy em nghĩ là không biết các bác gọi là có thích gọi là dàn đồng bộ hay như nào em không biết, nhưng mà khách hàng nghe em nhá, khách hàng nhà nguồn audio thì rất là nhiều các bác thích cái kiểu ghép như này, bởi vì là mình chọn được những cặp loa nó ý, nó phối vào nó hợp. Đấy thì nghe những bản nhạc như này em thật các bác nó ngọt ngọt dã man luôn, tiếng trung âm nó tốt này. Đấy, bởi vì do con bát nó tiếng nó tròn trịa mà tép nó lại sáng, khi hai cái nó quện vào nhau nó hòa âm vào, nó hòa âm phối khí ấy, nó tạo ra một cái trung âm của nó, thực sự các bác nghe nó dịu dịu dã man luôn. Đấy, bộ này thì đúng là không kém gì, có những cái bộ tầm khoảng 5-6 triệu làm thật các bác nghe sướng thực sự luôn. Đấy là cái cảm nhận thực tế mà em đang nghe ở đây. Đấy, không phải đang bán hàng mà em nói hay các bác đâu, mà nó thực tế luôn đấy, nghe nó phê thực sự luôn. Đấy, cụ thể là với đấy em vừa mở các bác cứ mãi ngồi nghe thôi. Đấy, cứ mãi ngồi nghe ca sĩ hát. Cái tiếng nó kiểu như mình đang ngồi trong rạp mình nghe, ngồi nghe trực tiếp ca sĩ hát ấy, nó trong mức độ đấy cơ. Đấy. Dạ vâng nhá, giá bộ này thì thôi. Con này đây, cái phía sau này nó thật các bác này. Con này nếu mà hình thức mà cái phía sau này nó mà không hơi bị một tí cho này đấy, thì giá của nó sẽ là 2,9 triệu đấy, nhưng mà thôi hơi bị tí cho này, về các bác chịu khó vệ sinh em qua tí nhá, tại vì đợt này nhà em hơi bận đấy, hơi bận tí rồi các bác thông cảm nhá, thì về vệ sinh em tí. Thì thôi em để cho các bác cái này giá là 2,63 triệu thì để về các bác tự vệ sinh nhá. Đấy thì thôi các bác giúp em tí được không ạ? Vâng, em sang bộ tiếp theo nhá. Đấy còn cái đường quang thì em test sau nhá, đường quang em test sau đấy. À, còn mấy đây này thì em không bao chạy và không bao test đâu nhé, không bao chạy không bao test tại vì cái này thì bên trái dùng đâu, thế này em chả test làm gì nữa. Đấy, các bác cần thì về tự kiểm tra thôi, chạy thì em không biết bởi vì em không bao test, em không bao chạy luôn. Đấy, ở đây bán chủ về các bác nghe điện thoại và máy tính và smart tv, quang đường cd thì em test qua rồi thì vẫn chạy đấy, thì các bác phải dùng đĩa xịn mà dùng. Ok, em sang bộ tiếp theo các bác nhé. Dạ vâng, tiếp theo em mời các bác đến cái bộ Onkyo. Ở đây em đang phối giữa con Onkyo V77 kết hợp với cả 102CX, dòng loa đời phải nói là gấu, cực gấu luôn nhá. Đấy, siêu bị gấu luôn. Siêu gấu luôn. Đây, về hình thức con loa này thì hàng đẹp lắm các bạn này. Đấy, rất là ưng ý luôn, chất liệu gỗ thôi khỏi bàn luôn, riêng chất liệu gỗ của con này 102CX với công suất là 70W nhá. Công suất là 70W trở kháng 6 ohm, cầu dạng cầu kẹp nhé, cầu bắp chuối, cầu siết này, cầu siết trục bắp chuối. Đấy, hình thức con này loa rất là đẹp. Bộ này các bác lên kê phòng khách các bạn, kê phòng khách thì nó đẹp lắm. Đấy, màu kiểu như gỗ me rất là đẹp. Vâng, với cái chất bát của con này thì nó khỏe, sâu và bánh tiếng đầm. Đấy, còn V7 thì là một con sản phẩm nó có cái phần tín hiệu giải mã mà được rất là nhiều các bác thích này. Con này này, riêng con này mà nghe đường quang rất là thích, bởi vì là em thấy là nhiều khách hàng nhà em đặt rất là nhiều con này, thấy các bác bảo là cái đường quang của nó hay lắm, tức là cái đường quang lấy tín hiệu quang ra nghe rất là hay. Đấy, thì không biết là nó sử dụng cái vi mạch như thế nào thì không rõ, nhưng mà thực sự là nhiều bác khen về cái dòng V7 này.
Đấy, rất là nhiều bác khen về dòng V7, bảo là cái nghe tín hiệu quang nó hay hơn so với cả những cái dòng khác thì không biết thế nào. Nói chung thì cái này thì mỗi người một ý. Em thì em lại nghe điện thoại, em thích nghe điện thoại vì là điện thoại thì nó nhiều chức năng mà dễ sử dụng. Còn ví dụ các bác nghe tivi thì các bác hãy chọn tivi ấy cũng được. Đấy. Con này thì CD ở đây thì em test thì cơ ra vào vẫn ok. Đấy, à đây cơ nữa, dây cun loa chắc hơi trùng nữa. À đây cơ, cơ ra vẫn rất là mượt nhá. Có điều thì CD của nó thì mắt nó hơi kém tí rồi. Đấy, thì về bác nào cần thì tự kiểm tra, tự test cái mắt nhá. Đấy. Hoặc là thay mắt mới được chưa? Còn đấy thì em bán cho các về nghe trên đường Smart TV. Thế tức là kết nối với TV là thông qua đường quang và kết nối điện thoại thông qua đường AV. Đây thì em sẽ cắm đường AV. Đấy. Quang của con này thì có hai cổng. Đấy. Quang có hai cổng nhá, quang có hai cổng này. Đấy. Quang in đây, quang out đây. Đấy. AV cũng một loạt. Cả đường out cả đường in. Đấy, đây em sẽ chuyển sang chế độ điện thoại này. Cái 우리가 타임글라스를 갔다가 과연 어디를 갈까? 출발하기 전에 hay quá các bạn. Đấy, không biết là lên nói như nào đây, bởi vì nghe bộ lạ cũng thấy sướng, không hiểu là cái mấy cái ông Onkyo này ông ấy làm kiểu gì này, khó chọn ghê các bác nhỉ. Đấy. Hơi khó chọn đấy. Bởi vì là con đây này, con bên này thì tiếng bass nó ngọt và nó đậm tiếng. Đấy, con này thì tiếng lời lại sáng. Đấy, thì nói thật các bác là nghe nó hơi phân vân đấy. Nếu mà em hơi phân vân bởi vì là thật sự các bác là bộ lao thấy ưng. Đấy, chẳng hạn này là mua tất. Đấy, kê phòng ngủ bộ, phòng khách bộ. Đấy. Thực sự nó hay thật. Nghe giống là dòng này loa chất lượng. Nhiều bác bảo là em ơi loa này sao nhìn giống loa vi tính thế. Em thật các bác hỏi câu xong, ví dụ nhiều bác đến là nhà em chứ còn nhiều bác nhà khác các bác sẽ không trả lời luôn, bởi vì là dòng này nó các bác hỏi câu ấy là có thể là không biết hay không, nhưng mà nhiều bác là cố tình hỏi đấy. Vâng, em nghĩ là tức là em nghe rồi nhiều bác là cố tình hỏi cái kiểu cái giọng này. Để chê cái dòng này, nhưng mà thực sự các bác là các bác chưa được nghe thôi. Xin lỗi các bác, chưa các bác chưa được nghe dòng này thôi. Còn các bác được nghe rồi, các bác biết ngay nó khác với dòng vi tính nhiều. Với cái kiểu mà dòng vi tính nha, mà giá tầm khoảng 3 triệu, 4 triệu nha, thật các bác làm sao mà ăn được cái bộ 2 triệu 8 này được. Bởi vì là cái bát của những cái dòng này nó sâu hơn, nó chắc hơn, nó khỏe hơn. Đấy, tiếng đậm lắm. Còn cái dòng loa vi tính thì tiếng nó kiểu nó nhạt. Nó rất là nhạt, đấy, nghe nó không được, kiểu nó nghe không được feel ấy. Nó khỏe thôi nhưng mà nó không được feel, tức là nó không được đậm mà nó không được lét. Đấy, mà nếu mà tính về độ bền và thời gian thì em nghĩ là những cái dòng này nó sẽ ăn đứt luôn. Đấy, bởi vì những cái dòng kia thì nghe đến một dòng khoảng 1 tháng 2 tháng, như ngày xưa em mua cái bộ nhà ấy,
4,5 triệu nghe được đâu đấy chắc được 5 tháng. Xong cái tiếng bát em thật như gõ vào mẹt. Không phải chê đâu nhưng mà đúng như gõ vào mẹt luôn. Xong rồi sau phải đổi sang một con súp bãi cắm vào đấy. Hiện tại em vẫn đang để trên phòng ngủ em, còn ở dưới phòng khách với cả phòng ngoài ấy là em để một bộ Onkyo. Ở nhà em đang để bộ L9 đời cao, bộ L9. Này. Còn ở em quay vừa bộ cho các bác để bộ UL9, còn ở nhà em để bộ L9 cơ. Bộ đấy thì giá hàng đẹp, bộ đấy của em là 4,5 triệu. Đấy. Em để nhà nghe. Nghe sướng. Nghe thằng về đi làm mệt này về mà mở tí nhạc bolero các bác. Mấy cả nhạc không lời, nhạc guitar không lời. Ui, nghe em thật các bác, nghe lúc nó đỡ mệt hẳn luôn. Đúng là cái chất âm mà nó làm thư giãn con người thật các bạn, nghe nó sướng. Nhiều lúc mà về mệt mình mở mình nằm nghe sướng. Nó ngủ thiêu thiêu rất là hay, ngủ rất là ngon. Nó có nhạc tí tách ngủ rất là hay. Căn bản là nếu mà muốn nó chuẩn thì mình phải mở những bản nhạc, mình chọn những bản nhạc nó đúng theo sở thích của mình ấy, mình nghe nó vào tai được các bạn. Rồi, quên mất lại đang quay dàn. Thôi em sang bộ mới nhá, không nói hết thời gian. Vâng. Dạ vâng. Em ghép loa xong rồi nhá. Đây, lên nhà các bác nghe thử này. Đấy, con này thì CD cơ thử ra vào thì vẫn ok này, mắt hơi kém tí này. Đấy. Thì bác nào cần về tự kiểm tra và tự thay mắt nhá. Giá bộ này em bán để các bác về nghe nhạc điện thoại và máy tính. Ok chưa ạ? 2,930,000 đời cao. Dòng này không có cửa, không có MD nhá, không có dòng không MD. Nhờ bác thích cái dòng này lắm này. Đấy, nhìn máy nó đẹp. Mặt nhôm phay. Mời các bác nghe nhạc này. Có chỉnh bát tép nhá. Dàn đẹp lắm các bạn, dàn rất là đẹp, cả lục, cả cục cả loa rất là đẹp. Vời các bạn, con này thì thôi em không phải nói nhiều đâu, tiếng bass nó đánh phải cực lực luôn. Bass nó đánh chắc, khỏe, sâu, nó là đánh rất là gấu luôn nhá. Máy thì đẹp tuyệt vời này. Đấy, dòng không có cửa MD nhìn rất là đẹp. Đấy, không biết các bác nào chị em rất là ưng cái kiểu mà không có cửa, không có MD này. Đấy, bởi vì MD mình không dùng ấy, nên là mình không cần. Nhìn này nó mới đẹp. Đấy. Dạ vâng, giá bộ này đang để cho các bác là 2,930,000 nhá. 2,930,000 cho bộ này. Bass nó đánh cực phê luôn các bạn, đánh tiếng ấm và lực khỏe. Đấy. Ok, em sang tiếp theo sản phẩm. Ở đây, em mời các bác đến con này là con LBX Whistler. Con này thì hàng đỉnh cao luôn. Đây. Đấy, con LBX này, công suất là 70, trở kháng là 4 ohm, hàng đẹp tuyệt vời. Đấy. Bụi này về các bác lau qua nhá. Ở đây hàng vừa về em vừa khui ra đấy. Thấy nó đẹp qua quay luôn. Đấy. Con này được trang bị là bass 13 mang carbon, gần dạng gần xếp nhá. Ánh tiếng rất là mở rộng, tiếng ánh rất là mở rộng các bác nhá, tiếng ánh cực kỳ mở rộng luôn.
Đấy, tiếng đánh ra vào này, rất là mở rộng nhá. Đấy. Tép của nó là dòng chép dom. Có bác gọi là mũi khế, có bác gọi là tên lửa. Đấy, thì nói chung nó là dòng chép dom. Đấy, căng hai trước đây ạ. Đấy, căng hai trước đây ạ. Tuyệt vời luôn ạ. Đấy. Đây, hàng bãi đây. Đấy. Quá đẹp nhá. Cặp này thông thường của nó sẽ là 1 triệu 8 các bác nhá, giá 1 triệu 8 đến khoảng 1 triệu 7. Đấy, nhưng mà thôi, hôm nay thì đang vui vui nhá. Vâng, hôm nay nhà em vừa sáng ngày ra đã bánh nhằng nhằng được đâu đấy khoảng thế báo xuống đây này. Em vừa thấy báo xuống đây là đâu đấy được khoảng đây này. Nó rơi khoảng đây này. Đấy, cọc 500 rồi 200 các kiểu này, 2 triệu rưỡi này. Đấy, có bác cọc 3 triệu đây này, rất là nhiều này. Đấy. Giá thì thôi, thì hôm nay thực sự là buổi sáng ra mà được nhiều đơn như vậy thì chưa kể chiều nha, thôi. Hôm nay bánh xả sâu cho các cặp này nhá. Đấy. 1 triệu 450 nghìn nhá. 1 triệu 450 nghìn L7X. Không có cặp thứ hai đâu các bác nhá. Không có cặp thứ hai đâu. Em để duy nhất cặp này thôi. Bác nào nhanh tay thì được nhá. Hàng đẹp tuyệt vời. Các bác nhìn qua điện thoại thì màn hình kiểu là loa thì có vẻ là nó màu nó không được tươi đâu, nhưng mà nhìn thực tế này nó đẹp lắm. Rất là chi mừng luôn riêng cặp này. Vâng. Em mời các bác nghe thử tí nhạc. Bát của anh thả những quả trầm ở là đẳng cấp luôn. Bát chắc lịch các bạn. Nghe tiếng nó rất bùi luôn. Tép sáng dã man các bạn, tép sáng dã man luôn. Nhớ anh để thầm găng tay, ngắm con ngủ say giấc nồng, vẽ bàn mộng ước đêm đông. Ôi vui ban đầu mới biết nhau, đêm trăng ước mộng. Dạ vâng nhá. Đấy, giá cặp này là 1 triệu 450. Vâng, em sản phẩm cuối cùng đến cho các bác ở đây. Đấy, nó là bộ X7 đồng bộ. Vâng, giá bộ này là 2 triệu 230. Dàn đồng bộ. Đấy, tem mác đây. Đấy, vẫn có tem trên loa này. Đấy, bộ này thì về chân cái căng của nó là không bị gãy nhá. Gãy mất hai chân này. Đấy, thì em đang có chương trình giảm giá cho các bác là còn 2 triệu 230. Còn mình tưởng của nó là 2 triệu 450. Đấy, đang chương trình giảm giá khuyến mại nhá. Con này trang bị bát 13, màng giấy, gân cao su. Đấy, kết nối với Smart TV, kết nối với cả điện thoại. Đấy, ở đây thì em sẽ mở nhạc các bác nghe thử luôn này. Đấy. Đấy, em đang test CD con này. CD này thì em test thêm nhá, chứ em không phải mà tỏi đâu. Đấy, em nói rõ ngay từ đầu rồi, nhưng em bắt đầu nhắc đi nhắc lại, không nhiều bác nào. Cứ hỏi CD này lo. Khúc nhạc buồn. Dạ vâng nhá, theo tin báo xuống nhá, theo tin báo xuống là vâng, xem đây vừa nhắn tin xuống là hôm nay nhà em lại vừa tiếp tục lại đây nhá. Chưa đầy em vừa quay với giới thiệu các bác xong là bỏ mấy bác khách hàng chốt đơn đấy, lại tiếp tục có thêm hai bác nữa chốt đơn. Vâng, lại tiếp tục có hai bác nữa chốt đơn nhá. Xem bảo là kiếm bộ xả ngay cho anh. À, khuyến mãi cực sâu cho anh. Em xin phép xả bộ này xuống còn 1.930.000 nhá. Đấy. Xếp bảo xả xuống là 1.950.000 thôi. Này em xả luôn cho các bác xuống này còn 1.930.000 luôn nhá. Để nguyên số 3 cho đẹp nhá. Đấy, 1.930.000 vâng. 1.930.000. Nhá. Xả sốc bộ X7 cho các bác này.
nghe điện thoại này, nghe TV này, tức là nghe kết nối với cả smartphone này, kết nối với cả đường quang qua đường TV này, rồi nghe được cả thêm cả phần CD này. Giá có bao nhiêu ạ? 1.930.000, xả làm hai lớp cho các bác luôn nhá, xả sốc cho các bác luôn. Đấy. Ban đầu bộ này là em đã xả còn 2.230.000 rồi, nhưng mà đấy sếp bỏ lại được hai đơn nữa rồi. Đấy, bác khách bác đang chốt kinh quá thôi. Khuyến mại tiếp bộ nữa cho các bác chốt cho nó sướng. Xả tiếp cho bác còn 1.930.000. Đấy, bác làm nhanh tay thì được ngay cái bộ này nhá. Vâng. Hàng đẹp tuyệt vời. Đấy, con này thì không có căng nhá. Đấy, không có căng. Hai chân căng. Để nhớ thương. Đấy, cái quả trống nó thả nghe đã luôn. Nghe tình yêu nhắc nhở thêm đêm, nhớ từng một cười ánh mắt, nhớ lời ngọt ngào âu yếm, tóc em thơm rất mùa diều hiền. Biết giờ này em còn nhớ trong lòng, đêm từng màu thời gian đến, bóng hình người mình yêu mến, ôi nhớ gì hơn nhớ dạ vâng nhá. Đấy thì em xin phép kết thúc video tại đây. Thì bác nào mà chốt bộ nào thì alo ngay cho em nhá, giá em để ở phần mô tả ấy. Vâng, em xin chào các bác và hẹn gặp các bác tại video tiếp theo bên em. Đấy.